Mày cái bóp nó ngọn con ngàn không thấy hả? Không mà Phương Nguyễn chuẩn bị cho em. Rồi có một cái đồ lạnh hù chứ. Anh Quế Long bên đây hát một bài nào đó nó sôi động hoặc là nó là gì cũng được. Nhưng Quế Long một thật dài cho em nha. Lên đây, lên đây, lên đây. Nhưng mà không có dài được. Một lời. Dạ ok, cỡ nhau bút được á. Đại. Rồi. Cháu lên ba đi. Siêu phẩm cháu lên ba. Phương Nguyễn chuẩn bị cho em. Cháu lên ba, cháu vô bầu nhau. Cô gọi cháu vì cháu không khóc nha. Không khóc nha là không khóc nha. Ủa gì vậy? Xin mời bạn Phương Nguyễn. Anh Khoa, em giờ em phát hiện anh tuyệt vời luôn. Anh ở đó có hồng mẫu giáo không? Anh không được lời cháu lên bà nữa hả? Anh Vương Nguyễn, anh lên đây hay là anh đóng 20 ngàn? Đóng 20 phải không? Rồi anh chúng tôi 20 ngàn. Có 20 ngàn về mua mồi rồi. Không lên là em chỉ người khác vậy thôi. Hồng Nguyễn không có trồng được nào. Anh Vương đóng 20 ngàn. Xíu rồi, xíu rồi.